Chào các bạn đến với kênh WTCO của Trung ha. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Thì bữa nay Trung sẽ tiếp tục giao lưu anh em những cây mai giảo Thủ Đức 9-12 cánh, gốc bự với bạn. Như điều cái dàn mai này thì họ mới ghép khoảng 1 năm năm mấy thôi. Thì cái bo nó ghép rất còn nhỏ, thì các bạn sẽ về các bạn chăm được. Đây là bo ghép đây, chúc Trung sẽ quay cái bo ghép cho bạn xem. Thì bữa nay Trung sẽ làm những cái gốc bự thật bự nha. Gốc đầu tiên của bạn là có cái mai số là A1 nha. Bữa hôm Trung nói rồi thì nếu mà mình làm số tiếp luôn nó sẽ trùng với cái số clip trước của Trung. Còn nếu mà là làm số ấy thì nó sẽ trùng với danh bạ, nên Trung sẽ làm cái số A1 đánh đầu ha. Thì anh em cứ mình cứ vô nói là cái mai số 1 là được rồi. Cái chữ A nó quăng qua bên kia, quăng qua ngoài kia chứ. Với sẵn đây Trung cũng nói luôn, xin các bạn thêm một phút Trung nói luôn cái vụ này. Thì hiện giờ ở trên mạng ở trên thị trường những cái cho trấu trộn mà thì nó hay bị cái nước mặn đồ nhiều á, thì anh em mình nên khi mà mua cho cháu đồ gì ha, mua cho cháu đồ gì thì anh em mình nên sơ dừa nhé, sơ dừa đồ gì thì anh em mình nên bỏ cho qua vô nước ngâm sơ đi rồi mình mới trồng ha, là cho nó chắc cú. Tại chắc bạn biết hôm nay nó bị nước mặn nhiều lắm, anh em mình trồng trúng mà cái sơ dừa và nước mặn rồi coi như là cái mai nó chậm phát triển, bù rễ nó trái, khó làm. Chung đây Chung làm cũng kỹ lắm. Rồi cây này thì thôi giờ rồi cái dòng đó thì Chung chỉ nhắc nhở anh em vậy thôi, chứ Chung cũng khuyên anh em để cho mình an toàn cái mai mình thôi, chứ cái thật tới cái đó thì anh em cũng đã biết rồi, mình nói thì cũng hơi dư thừa mà điều Chung sẵn nói luôn. Thì rồi coi Chung sẽ đôi hoành số cây đầu tiên của Chung ha, là số 1 ha. Cây số 1 của Chung là có mã số là có cái hoành là được 11 năm bằng 11 năm thì nó tương đối khá bự mà những cái kia nhiều. Đó, thì mà cái bo ghép thì mới ghép thôi, thì cái này các bạn gì các bạn thấy uống những cái cành mà ghép là được ok nè. Cây này thì mã số được 47 bạn. 47 ha, một cái con cây kia con gì kìa. Con kỳ đà hay con là kỳ nhông, con lạc đà, cái cổ con hu cao cổ gì đó. Nhìn cái cổ rất đẹp như bộ đế dưới đây thì Chung không có môi lên nha bạn. Chung để ở dưới nguyên nè. Đó, nguyên bộ đế vậy thì về anh em mình môi lên. Cây này thì cô gốc ok, đây Chung bỏ qua dàn tàng mà xem. Đây bạn, dàn tàng thì Chung đã nói mới ghép bạn. Mới ghép này thì nhỏ hơn tới Út Chung nha, còn nửa tới Út Chung thôi. Thì cái này mình về mình còn uống mình làm là được bạn, uống làm là được ha. Thì cây thì tình trạng cây rất sung ok luôn. Chung dậy mình qua đây để đây nó cản cái cây không thấy ha. Đó nè, đây về nó trống vậy, nhìn thay cây mình thấy dễ bạn, thấy quá dễ thấy cây. Trên này xéo xẹo rồi. Thì để Chung sửa camera lại bạn. Đó các bạn thấy nè, dàn tàng thì ok ha. Dàn tàng thì trên đọt thì Chung để lôi ra xài chứ không đọt ha. Đó, vậy đi, chắc cú ha. Từ cái mặt từ ở đây là cái máy quay của Trung là nó xa khoảng 1 mét nhiêu ta. Nó Trung để hơi xa nha, tới 1 mét 1 nha, mét 2 nha. Đó thì để hơi xa nha cho các bạn thấy được hết dàn tàng, tại cái đợt này là mai nó mới ghép thời gian dàn tàng nó cao nên Trung sẽ để xa cho bạn xem. Rồi cái đầu tiên là cây số 1 ha, lấy với giá Trung giao lưu là 600.000 chưa có tiền ship các bạn. Những cây này thì các bạn yên tâm hết bộ đế nè. Đó, thì Trung đã lót các bạn, sáng Trung lót ha, Trung lót sơ xuống nè. Thì tới gửi Trung sẽ gửi luôn cái giá thể này cho anh em về anh em trồng thôi. Tại họ trồng mai thì sẽ rất ít đắt mà. Bạn thấy gọi dân trồng cái mai này ha, đắt rồi gọi để có miếng đất thôi. Mà về anh em mình Trung sẽ gửi luôn cái phần giá thể mà Trung lót thêm á, cho về cho anh em mình luôn, là anh em mình có sẵn giá thể anh em mình bỏ trong cái chậu ba tắc như vậy, nhưng Trung là nuôi thôi. Còn cây này thì anh em mình thích thì bấm cành lại để nuôi lại cành mới. Còn nếu không thích anh em mình để ý lá này, nhưng mà để ý lá này thì cũng được, vẫn được mà không sao, không sao hết. Nhưng điều mình sẽ bấm lại mình, tại nó đang ra đọt non mà, rồi mình để ý gì mình nuôi luôn được nữa. Nếu anh em nào tay nghề mà còn mới tập chơi á, thì mình để ý gì mình chơi luôn ha, là chơi sẽ chắc cú hơn. Còn anh em nào mà tay nghề cứng thì mình sẽ bấm mình làm sửa cái cành, sửa tàn là theo ý của mình, nó sẽ cũng đẹp hơn nhiều. Rồi cây đầu tiên bỏ qua ha, rồi chúng tôi cầm thổi quay lại cho. Rồi tới cây thứ hai thì bò ghép thì cũng được bằng tới Út chung ơi. Trên đây thì bạn thấy nó cũng đã cái cây này ghép lâu hơn cây kia xíu. Cây này thì họ đã chơi Tết rồi. Những cái này là họ ghép hết rồi nha bạn, ghép hết rồi nha. Một cái con đang nằm. Cái bầu diều rất bự bạn, con này bầu diều ok ha. Bầu diều con này nó ăn chắc nó ăn nguyên cốc gì bự lắm. Đó, ăn nguyên cốc gì bự. Rồi chúng đo xong hoành thông số luôn. Đó thì các bạn hôm chúng bán cái giao lưu những cái mai kia thì cũng giá 600 mà điều cái gốc nó nhỏ quá đó. Thì bây giờ chúng sẽ tìm những cái lô mai mà giá bự cũng còn cùng chỗ nè. Mà điều cái dạng này là dạng họ mới ghép nên họ ghép gì mơ ghép phải chừng 5 năm mấy thôi, nên giá nó cũng hơi mềm mà điều gốc nó bự bạn. Quan trọng là mình mua cái gốc gì mình sửa ha. Cái này thì hoành nó được 10 thôi các bạn, 10 thôi. Nhưng mà được hai cái đế này, nhìn cái một cái con gì đang ngồi y như cái anh lính đang nằm cầm bị súng ha. Anh lính này anh ăn no quá, càng nằm cái này có thể nào cũng cắn bụng. Bạn nhìn thấy y chang ha, y chang cái anh lính đang nằm xuống cắn bụng ha. Rồi cái cây này thì nó có cái chiều cao nó là được 31 là chúng đo tới chỗ dấu cắt thôi nha, chứ còn cái đọt thôi chúng không tính ha. Đây
chúng tôi đi tới dấu cắt là dấu như đây mà, còn dấu cắt này đó, cây chi tàn cành tròn ha. À, tình trạng mai thì các bạn không cần phải sợ nha, mai rất sung rất đẹp luôn, bìa bông rồi ok rồi, các bạn thấy lá rất ok luôn, chúng mới xịt sâu qua. À, cái này là dấu này dấu gà mổ thôi chứ không có dịch bằng, chúng bỏ qua ngoài đây, chúng chưa đem ra đấy vừa, chưa có thằng rào nên gà mổ thôi. Các bạn nhìn y như một anh đang súng ha, anh bù đội đang nằm bị kích. Rồi tới cây thứ ba bạn, cây thứ ba là số 3 ha. À, giờ chúng làm cây giờ cho dễ. Cây thứ ba thì ba là một cái gốc này thì cũng có thể là nói là một cái chị đầu bếp đít bự, quá đít quá bự luôn. Bên đây thì bị đào lát nè, đào lát thôi. Cái này thì không ảnh hưởng, đang kéo đỏ là cái này là không phải lỗi gì ha. Cây này hoàn toàn không lỗi hết. Cái bao ghép thì chỉ bằng chiếc đũa thôi nha, mới ghép thôi. Mới ghép đũa. Cây này chúng gửi chúng sẽ phải quấn vậy, tôi quấn thêm kẽm lên. Chứ mình mua chủ yếu mình mua cái luôn cái bo mà về mất tiêu cái bo, còn cái gốc không thì coi như mình mua mây phôi thì nó cũng hơi phí với anh em mình ha. Rồi cái này là cũng là 600 chưa có dây tiền ship hết bạn. Nguyên lô này là 600 hết nha. Chúng làm cùng một giá tiền cho nó dễ. Cây này thì hoành nó được 17 bạn. À, chiều cao của em này thì được 37 ha. Đây, toàn bộ dân tàn của em đó đây. Đây chúng làm tới 15 cây thì chúng sẽ quay hơi lẹ chút xíu ha. Các bạn thấy một cái anh chị đầu bếp ha. Giò thì cẳng đây đầy đủ nha bạn. Hai tay trước, hai giò sau ha. Đủ 4 giò ha. Đít mông rồi ok ha. No nước đầy đủ hết. Không có thiếu hết. Cái mặt kép này thì các bạn thấy nó bự vậy nó xấu. Nhưng mà bà nuôi khi cái nó kéo đang kéo đỏ bạn. Cái đỏ lên liền là cái này nó rất lẹ bự luôn. Nhưng cái trước chúng bá thì nó kéo lại đó thì cái này nó rất bự. Mình chơi cái này mình có thể uống được, cái này dễ uống mà. Mình làm hũ họ cũng đã ghép, họ cũng đã tính rồi. Một cành đứng, cành bay ha. Họ cũng đã tính hết rồi. Cái này thích hợp cho anh em mình tạo cái dáng, anh em mình theo ý thích anh em mình nói nó ok luôn. Chắc cú 100% luôn, không bao giờ sợ lo hết ha. Rồi cây này là cây thứ ba chúng bỏ xuống ha. Rồi tới cây thứ tư điện thoại chúng nó hết pin mẹ nè. Cây thứ tư. Cây thứ tư thì một cái bộ gốc ở dưới còn nhiều lắm bạn, còn quá trời quá đắt gốc chứ nè. Chúng không có môi lên y cục bự bá dưới đây luôn. Cây này thì cái bo ghép này họ ghép hơi lâu à. Bo ghép này có thể bự hơn tay chung nhiều ha. Bự hơn tay chung nhiều. Rồi cây này thì cũng là giá 600 luôn. Đây chúng đo vòng hoành luôn. Cây này thì hoành em nó được 13 bạn. Chiều cao của em nó thì từ tính cầu bấm đọt thì nó cũng được 40. Chung là họ bấm hơi sâu bạn, mà thấy đọt trên ha. Đọt trên này nếu hồi đó mà họ bấm cao cây này chúng nghĩ hồi đó chỉ cao tới 80 là bấm sâu nè. Đó. Thì mình sẽ dựng đọt lên mà, dựng đọt lên làm đọt ha. Là người làm cái đọt đây, dàn tàn này tròn đều ok đây, mà thấy dàn tàn nè, dàn tàn quá đẹp luôn ha, quá đỉnh luôn. Còn một cái góc y hai cái tay đang ngồi vậy ha, một cái, hai cái tay quẹo qua, cái tay này quẹo qua, tay này quẹo đó, tay này kia quẹo qua đây mà, này bạn nhìn ha, đẹp không? Nó nhìn rất là ấn tượng ha, nó tiên nó đơn giản thôi nhưng nhìn nó có cái độ vững chắc của cái góc nhìn thấy rất ok, lá thì bạn thấy lá đang sung đang rất bự ha. Cây này những cây này thì chung thì đã bấm sơ thôi hết rồi, bấm sơ là hết rồi, thì các bạn gì bạn thích thì bấm vô, còn không thích mình để gì mình nuôi luôn, khỏi bấm cũng được mà, cũng không cần thiết mà bấm ha. Rồi tới cây thứ năm ha. Đây cây thứ năm là cũng hơi quái đây. Đó, cây thứ năm này. Cây thứ năm thì đợt này chúng nói là chúng làm những cái cây mai bự không à, những cái gốc bự không ha, chứ không là những gốc nhỏ nha. Gốc bự anh em mình chơi cái gốc này thì nó sẽ có giá trị hơn là mình chơi cái ấy được 11 rồi mà, quanh được 11 ha. Chiều cao của em nó là được 40. Đó, một cái gốc này bạn thấy gì cái rễ dưới này không? Rễ dưới còn nhiều lắm, chung không ngồi lên. Đây cái rễ nè, một cái rễ đây rễ hoài vàng già quằn qua đây nè. Đó. Cây này thì thích hợp anh em làm thác đổ được nha. Tại cái này nó có cái đợt co chỗ này nè. Co cái rễ này có cái rễ bên đây nè ha. Rồi cái rễ trước này cũng xỉ lên tới trước luôn. Mình sẽ cắm hai cái rễ này xuống, mình cụp cái này đầu xuống cái này, đây cái này mình uống xuống là thành cái thác đổ được nè. Đó, cái thác đổ nè ha. Đây nhìn được không? Thác đổ mà nay nó đổ thì có cái co này, chỗ này nhô lên cái này co xuống thì nó cũng nói chung được cũng lạ bạn. Thì nó cũng lạ ha. Đúng là cái này thì mình làm thì được thế nè. Đó, còn anh em không thích thì để y vậy, có dẫn dò cẳng đầy đủ luôn. Rồi cây này là dàn tàn của em đây ha. Đó. Hai người tàn đang rất sung các bạn, không phải là mai đang sung ha. Rồi tới cây thứ 6 ha. Đây cây thứ 6. Đó, cây thứ 6 thì một bộ đế dưới tầm lum ta la hết. Ai mà biết được gì mà rất là bự nha bạn. Đế bự nha, các bạn thấy. Bự ha. Thì giờ là bự không chứ phải là nhỏ nha bạn. Nhà bán mà nhỏ liếc này giờ mình chơi góc bự đi cho nó sang ha. Cây này quanh này được 11 năm bạn. Chỗ này thì chúng không có đo ha, tại dưới này thì các bạn biết tới chung chỉ đo là đo ở trên cái chỗ quanh nhỏ nhất thôi, còn dưới chỗ này thì anh em mình về thì anh em mình ước lượng được rồi. Mình chung làm là kéo thời gian cho nó ít thời gian lại. Cây này thì chiều cao nó được 48 mà. Đó. Đây dàn tàn em đây, có thấy cây nào tàn cũng ok ha. Đây, chiều cao 48 ha. Rồi bỏ xuống luôn tới cây thứ 7. Đây cây thứ 7 thì một con bo này mới ghép năm rồi thôi. Đó, mới ghép năm rồi thôi, hoàn toàn rất mạnh, rất ok luôn. Nhưng mà cái con gì rất lạ bạn. Đó, bạn thấy nè. Đó, nhìn rất lạ ha. Gốc hoàn toàn bự mà, bự ha.
chung nắm tay chung vô cái này. Cây mình nhớ cây này thì họ mới ghép thì chung không có nói cái vụ bao ghép này, chừng nào cây nào có cái lỗi chung mới nói ha. Chứ cái này cô liền cốt chắc phải vài năm nữa bạn ơi. Ở cây này thì hoành được gần 16 bằng 15 7 15 8 nè ha. 15 7 15 8 nè. Nhưng cây này thì thích hợp anh em gì uống được được nè. Chiều cao em nó được 40. Các bạn thấy cái hai cái rễ trước rễ giò sau này một cái đồ đó ok luôn chị. Mình cái cây này thì vì mình tha hồ mình uống mình sửa. Tại cái cành trên nó còn nhỏ bạn. Mình có thể mình uống mình sửa theo ý của mình được ha. Đó, nào mình bấm mình xài làm lại. Đó, một cái cây cái rất ok luôn. Rồi cây thứ 7 bỏ xuống ha. Rồi tới cây thứ 8. Khoan, cây 8 cho chỗ nào ta? Đây. Cây này là cây thứ 8 ạ. À, cây thứ 8 của một bụi đới nè, thấy bụi đới không? Thì cái gốc bự không nha. Cái này cây này không có lây cái nào gốc nhỏ hết, một bụi đới khủng khiếp luôn. Đó, cái bụi đới khủng khiếp. Những cây này thì anh em mình nên vô chậu 3 chậu 4 thôi chứ mình không có vô được chậu nhỏ bằng. Như cái lô trước chung thì gốc nhỏ mình vô được. Còn cây này phải vô chậu bự, cây gốc nó bự á. Mình phải vô chậu bự không? Hoành được 14 à. Các bạn thấy hoành ớn không? À, cây bự không ạ? À? Giá 600k một chưa có tiền ship chứ mà, 600.000 ha. À, chiều cao cũng được 40 ha. Dàn tàn cành đồ tròn ok đây. Đó, chút bỏ xa thì mà thấy dàn tàn. Mà thấy nguyên một cái gốc không? Nguyên cái gốc bự chắc bá thôi chứ ha. Một cái gốc bự luôn. Mình bán những cái mai gốc bự này thì mình chơi nó có gì càng chơi nó có càng có giá trị vậy. Rồi cây này là cây thứ 8 ha. Mình sẽ bỏ xuống. Chúng chung quay lại cho bạn xem. Rồi tới cây thứ 9. Bên này chúng làm lẻ đấy ha. Đây cây thứ 9 nè, một em 4 giò 5 giò vậy đó. 4 giò đuôi cẳng gì lum la. Trời nắng quá trời không thấy hết, để chung già được xây là kia nắng quá nắng. Trời đâu nắng, đi vào qua kia thì thấy cái chuồng hai chuồng heo tao giờ qua đây thấy cái cây kia cũng cực kỳ đó. Còn chờ một xíu giờ quay điện thoại sơ xíu. Nắng quá rồi, nắng quá quay nắng quá không thấy được gì đâu. Quay kia thì thấy cái chuồng heo kia cho bạn thông cảm giùm nha. Mình chủ yếu mình tập trung mình nhìn vô cái mai đi bạn, đừng nhìn ra hoài làm gì ha. Tập trung nhìn vô cái mai thôi. Rồi cây này là cây để chút sửa sơ rồi quay mỗi lần quay là mỗi lần nó chặt. Rồi cây này là cây thứ 9 đó bạn, cây thứ 9 ha, một cây đới ha, bo ghép hoàn toàn không có lỗi ha, đang kéo rất đỏ luôn. Ở trên này cây này thì ghép được bằng tốt chung rồi đó, dàn ta ha, gốc này hai cái rễ, bốn cái rễ giữ dần mà cái rễ bò bự ha, hai cái đây sau gọi là ba chân, bên đây rễ này rễ nhỏ thôi. Còn dưới đây thì cái này nó hơi dư, mình có thể cắt bỏ cái này cái đi ra dư đi. Còn đây một chùm rải xuống nè, bốn cái bên này là ba bốn cái nó chùm một chùm lại. Nhìn nó cũng hơi là lạ bạn ha. Rồi cây này cây thứ 9 ha, đây dàn tàn của em đây. Chúng quên đo cái hoành nãy chúng đo chưa ta? Quay cái sửa camera cái quên đo luôn. Cây này thì hoành được 15 năm bạn, 15 năm ha. Hoành 15 năm. Chiều cao em này được 39 ha. Đó, thì đo cho em như đi luôn. Rồi ok, tới bỏ xuống. Tới cây thứ 10 ha. Cây thứ 10 thì một dây cây dáng nằm. Đây, dáng quay nằm mà bay bạn, bay. Hoàn toàn cũng không có lỗi hết ha. Bỏ ghép cũng đã ok rồi. Đó, hoàn toàn không lỗi hết. Cái này là dấu ấy thôi bạn, không phải lỗi bạn. Không phải lỗi gì ha. Đó, một cây dáng nằm. À, cái bo trên thì nó quẹo qua bên, nhìn cũng hơi là lạ. Rồi, cây này cũng hơi bự các bạn, cầm tay chung không hết nha. Thì tay chung nó hơi nhỏ xíu. Cầm cái này là 16 bạn, 15 năm bạn, 15 năm chưa được 16 ha. Rồi chiều cao của em này là được 37 ha. Tại cái này cây những cây này thì họ bấm tàn là hết rồi bạn, nên nó chỉ cái 36 37 thôi. Đó một cây dáng bay ha. Dáng bay mà dáng bay hồi đầu, nó bay cái gốc hồi là. Những cây này thì các bạn có uống được nha, uống sữa là được ha. Rồi tới cây thứ 11. 11 là một cây gốc rất quái luôn. Nó một cái gốc rất nhỏ thôi, rất quái bạn. Rồi bù lại nè. Bù lại dưới còn nhiều lắm, chúng không có mồi lên gì hết á. Mình y mình giao lưu xa mai mình nhập sau mình bán vậy đi cho anh em gì anh em mình môi lên lỡ như dưới đây nó có bộ đế đẹp thì anh em mình hưởng ha. Đây một đế bộ rải 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 ha. Cái này bộ rải dài nằm trải dài hết trên miền chậu luôn. Đó, cái bo ghép thì là cây thì nằm xuyên qua quay mặt chậu, cái bo ghép thì ngược lên. À, tàn cành thì tròn, cây thì sung hết bằng những cái này cây nào cũng sung hết nha. Lộn thước. Cây này hoành nó được 10 cái 10 lẻ 5 bằng, 10 lẻ 5 ha. Cái hơi nhỏ thì chúng hơi nhỏ là chỉ 10 lẻ 5. À, chiều cao em đó 37 ha. Đây bạn thấy dàn tàn ha, đó một dàn tàn rất tròn. À, cái rải bên đây bên đây thì cắm xuống mà, còn rải đây nè. Đây là một rải bự lắm, chung hai cái rải chung không có làm không môi đấy. Cái này mà hồi đó họ nếu mà mình muốn chơi nuôi á thì thác đổ mình cũng được, cắt cái này bạn bỏ bằng, cắt cái này bỏ. Cắt bỏ mình chừa một cái nhánh làm mình làm đỉnh ha. Cái làm đỉnh một nhánh mình làm nhánh bay, nhìn làm thác xuống. Mà mình cắt cái này đi nó sẽ cái nhánh này nó ra nó bự rất lẹ bạn. Nhiều điều chơi thế là hơi lâu bạn, chơi mình sửa rồi. Nó hơi lâu, nó hơi kỳ công xíu. Đó, nhưng mà điều chơi thế đạo phải chơi vậy nó mới có giá trị bạn ha. Rồi tới cây 12 ha. Cây 12 một cái gốc bự ha. Đó, 12 một cái gốc một cái cục gì chà bá luôn. Y một cái cây da.
bo ghép hoàn toàn không có lỗi hết ha. Rồi còn ở cái bo trên thì chỉ bằng chiếc đũa thôi nha. Chúng nói mấy cái này là cây mới ghép thì chừng hơn năm thôi nha, chứ không phải là mấy ghép lâu như bữa hổm nha. 16 năm ha, cái này chiều cao em nó được 16 năm. Xin lỗi thì hoành chứ, còn chiều cao em nó được 51. Cây mai thì hoàn toàn nhánh cành tròn hết. Các bạn thấy họ mới ghép họ nuôi cũng hay lắm. Ghép lên cái họ nuôi cành chi đều đủ hết bạn. Cái này mình bấm làm lại lên làm nó đủ để cành đủ chi, nó có giá trị. Đấy, họ ghép họ nuôi cũng họ tính nuôi cũng hay mà cũng chuyên nghiệp các bạn. Những cái mai này họ nuôi mấy chục năm rồi, tại chúng muốn nhập cái lô gốc bự gì kia giao lưu anh em á. Nên gốc bự thì bắt buộc cái bo ghép phải nhỏ. Nếu gốc bự vậy mà họ nuôi năm nay năm sau nữa là nó sẽ giá tiền nó rất cao mà. Nên mình chỉ nhập như vậy thì anh em mình về anh em mình chăm sóc nó sẽ có giá trị, là cho anh em mình hưởng nó sẽ được lợi hơn, cho anh em mình giao lưu hơn ha. Rồi tới cây thứ 13. Cây thứ 13 cũng là mới ghép luôn. Mới ghép luôn mà cái bộ gốc rất quái luôn. Bộ gốc này phải bộ gốc. Bộ gốc khủng á. Toàn là gốc quái không à. Cây này toàn là gốc những cái gốc quái các bạn không? Gốc bự không à. Cái này thì 14 mà, hoành được 14 ha. Còn những các bạn về các bạn nuôi cái bo này, những cái nó ra những cái mầm này thì mình nên lặt bỏ đi ha. Là những cái mầm này năm cánh này. Mình lặt bỏ mình chỉ tập trung vô cái bo thôi. Cái bo thì các bạn thấy bo mới nhỏ xíu còn chỉ đủ thôi. Nhưng đều cành tàn rồi tròn chi đều ha. Mình nuôi sẽ có giá trị hơn nhiều. Chiều cao em nó được 29. Đó, mà thấy cái này nó chỉ bằng chiếc đũa thôi nè, nhỏ hơn chiếc đũa luôn. Nhưng đều cành chi bằng 1 chi 1, chi 2, chi 3, chi 4 nè, chi 5 nè, đọt ha. Nó nhìn thấy rất ok ha. Tình trạng mai thì rất sung luôn. Họ ghép này là hoàng cũng đã lâu rồi bạn, lâu rất lâu rồi ha. Rồi tới cây thứ 13. Ô xin lỗi, cây thứ 14. Cây 14 thì nó hơi yếu mà. Cây 14 thì một cái gốc rất quái luôn mà nó cái dàn tàn nó hơi yếu nên chung không dám mẻ cái mầm bên đây nè. Chung để luôn cái mầm bên đây cho nó nuôi cái bo này, cái gốc này cho nó mạnh á. Mọi bạn thấy cái cây không? Ở dù cái con gì đó nằm rất đẹp luôn. Bộ đấy giữ dần luôn mà đều cái tàn nó hơi yếu mà gì được. Nó đã phục hồi lại rồi mà. Phục hồi đã ra đọt non rồi mà. Bạn thấy nó ra đọt non nè, đọt non đỏ nè ha. Cái này thì gì anh em mình tốt nhất đừng có đụng gì tới nó hết, đừng có thăm chậu gì để nguyên gì đấy ha. Khi nào mà nó phục hồi nó sung lên rồi anh em mình muốn làm kiểu nào thì anh em mình làm. Một cái cây gốc rất dáng, một cái dáng rất đẹp luôn. Dáng rất lạ luôn mà điều nó hơi yếu ha. Cây nào yếu thì chúng nó yếu, cây nào có lỗi chúng nó có lỗi nha. Giờ cây từ nãy giờ không có cây nào có lỗi, không có nào yếu hết, có cây này thôi nha. Hoành được 13 bạn. Chiều cao của em nó thì được 38 ha. Các bạn thấy cái gốc này không? Gốc này, cái để chúng đo luôn cái chiều dài từ gốc này là đây là từ đỉnh là nó tới 28 mà. 28 ha. Rất dài. Đó một cái cây rất lạ nữa ha. Đó một cái cây quai quặng gì đâu lạ. Cái cành này thì nó là mai năm cánh thôi nha. Anh em mình để đi cho nó mạnh cái rễ này. Không cần phải lặt qua anh em mình để mốt nó bự lên anh em mình ghép lên đây thì cành nữa mình làm cái cành gì cũng được. Nó dễ hơn. Còn cái con bo trên đây thì họ ghép nó hơi yếu nè. Hơi yếu mà nhiều đều nó đang phục hồi lại các bạn. Hồi xưa nó bị bộ chỉ ăn mà. Bộ chỉ ăn nó yếu á, bộ chỉ ăn nó căng gồng lá yếu rồi đã phun rồi. Giờ nó phục hồi lại rồi. Phục hồi bạn thấy nó ra đọt đỏ là nên là cây mai nó đã chịu nó sung rồi. Nhưng mà điều tôi khuyên anh em là để nguyên nó, đừng có đụng chậu gì hết. Đừng có đụng gì tới nó là ok ha. Rồi tới cây thứ cuối cùng bạn. Cây cuối cùng là cây thứ 15, một cái bộ rễ nơm nhiều rễ mà đều có cái rễ lỗi nha. Trên cây này hoàn toàn trên thân này đã ghép đang gần liền cốt nè, không có lỗi gì ha. Nhưng điều cái rễ dưới đây bạn, đây nè, bạn có cái rễ dưới này nè. Rễ này bị sâu ăn là do hồi xưa họ trồng ở trong rập á bạn, trong rập nhiều quá đó. Họ bứng lên thì bị sâu ăn thì tại cái này tại chung làm các bạn chung không muốn che giấu các bạn thôi chứ chung che giấu chung để đất lấp đây là từ trên đây lên là các bạn biết là nó sẽ không bao giờ có thấy lỗi gì hết á. Tại nó không có lỗi bạn, rất đẹp luôn. Lấp tới đây nó còn đẹp hơn nữa. Tại mà chung muốn nhập sau thì chung sẽ làm vậy, nhiều cây nào có lỗi chung sẽ nói vậy cho anh em mình lượng anh em mình cấm nhắm mua về anh em mình có thể làm được anh em mình chơi ha. Chúng muốn giao lưu anh em thật lòng thật tình vậy đó. Chứ bạn thấy cái này hồi xưa họ đã lắp cao lên á. Cái này là cái lỗ này chỉ có lỗ vô thôi chứ không có lâu lên không lâu xuống luôn mà. Nó chỉ có cái dấu thôi, y như dạng cái con gì nó nằm chỗ đó, cái trứng gì nằm chỗ đó thôi. Thì đã chỉ xong rồi. Không còn nữa, đây một cái gốc rất quái luôn. Rồi chờ cái quay cây này hoành đi chỉ được 10 thôi. Rồi chiều cao em này thì được 52 lần. Dàn tàn thì chắc tròn mà, tàn tròn, một cái dàn tàn ok ha. Đó, dàn tàn tròn rất đẹp luôn. Rồi, chỉ có lỗ này ha, anh em về nên bỏ sâu, bỏ cho bự, anh em mình lắp tới đây luôn, cho nó bít ra luôn. Hoặc anh em mình lấy kêu mấy tiếng, chắc bít cái lỗ là ok, để ý quyền luôn, không cần làm gì hết. Rồi, chúng sẽ cầm điện thoại, chúng quay lại từ cây cho bạn xem. Hôm nay đã tối quá. Rồi, đầu tiên là cây nào quên mày đó. Đầu tiên là cây số 1 bạn, số 1 trong hồ nó quái nè. Trung hồ nó quái nè không? Nó quái sao điện thoại tối vậy ta? Nó quái nè không? Một cái con lạc đà ha. Con lạc đà này, trời nắng các bạn, trời nắng các bạn thông cảm giùm nha. Lạc đà ha, dành tàn ha. Rồi tới cây thứ 2 ha.
hai là một cái anh lính đang bắn súng ha, anh lính đang nằm dưới đất này, bắn súng này, hai cái giò mà đang bơi ha, đang trường. Cái số 3 là một cái gốc rất khủng ha, một cái chị đầu bếp bụng bự đít bự, giò bự luôn, mà đều cái bị lát hết miếng rồi, chắc dao rớt cái gì đó, đó rất bự luôn, bò ghép này ha. Rồi tới cây thứ tư, cây tư một cái cây này chúng nói nó còn ở dưới nhiều lắm, chúng không có môi lên được bạn. Bạn thấy không? Hoàn toàn không có lỗ ha, cái này là không có lỗ các bạn. Không phải ha. Dỗ ấy thôi nha, hoàn toàn không lỗ ha. Ở dưới này còn nhiều nè bạn, tại chúng không môi lên ha. Mình nhìn mặt này trước thì giống như cái cây con gì đang ngồi ha, đây giò quẹo qua. Mình như giò kia thì quẹo ngược lại, nó nhìn cũng hơi là lạ ha. Tàn cành thì ok nè. Bự ha. Rồi tới cái cây thứ 5. Năm là một con rắc quái luôn. Đó, bò ghép ha. Còn nó quái dưới đây một cái rễ vậy bạn. Rễ dài ha, chúng không có làm cây này thì chúng không làm thác đổ được nè. Đó, tại bạn thấy thác đổ sao được, cái cây này rễ quẹo đây, cái rễ bên đây đó, nó cũng quẹo xuống đây, thì mình sẽ cắm hai cái rễ này xuống, cắt hai rễ này bỏ hoặc đẩy luôn hai rễ này, mình sẽ lặt cái đầu này xuống, mình cái này mình uống được mà, mình được các bạn uống này, bạn nên khéo chịu là kẹo quấn chú chật trời cứng, cái này là chúng nói nó tăng mới ghép thì nó chưa được có liền cốt, nó chưa được có cứng luôn, mình ép mạnh quá nó gãy cái bo mình nó sẽ uống ha. Chứ họ trồng cũng kỹ lắm mà, là họ trồng cho lên cái mầm xong họ mới ghép trên đây thì bạn thấy dấu ghép trên đây nè, chứ không phải là họ ghép đi trực tiếp với cái da này nha. Đó, có nhiều cây cũng nói chung cũng có nhiều cây ghép da đó, nhưng mà cái đó là không phải ghép da nha. Rồi cái cây thứ 6 ha, sau cái đây là quái luôn, đây 6 ha, mình nhìn đây ha, đó, nhìn tàn của em đó ha. Rồi tới cây thứ 7, đây cây thứ 7 là một con đây 7 còn đẹp không, đợt này nói chung là đợt này là gốc nào cũng đẹp hết, gốc nào cũng thấy cũng ok hết. Mà điều cái bo ghép thì nó hơi nhỏ thôi, cái này thì thích hợp cho anh em về chui, mình về nuôi mình sẽ càng ngày nó càng có giá trị ha. Rồi tới cây thứ 8 ha, đây có thấy gốc này không, gốc nào cũng là toàn là gốc khủng không ha, bự không à, một cái gốc rất bự luôn, thấy chưa, toàn là gốc bự không à. Rồi tới cây thứ 9 ha, rồi 9 hả, cái con gì đây, con gì đang ngồi ha, nhìn cũng rất lạ luôn. Cây thì các bạn cứ yên tâm, cây hoàn toàn đang ra lá xanh đen hết, là các bạn biết chắc cú là cây tốt rồi, là cây đang tình trạng ngon rồi, cây này ok ha, không có gì hết nè, chỉ có cái này là không sao bạn, thấy không nè, hoàn toàn ok ha. Đó, cái này là không phải con nhăn, thì do cái nó bị cái đó nó cái rải thôi. Rồi tới cây 11 ha, này một cái con rắc quái đó nè, cái gì cái giò với này bự, rất bự nha, chúng không có môi lên ha. Đó, sao giò dài tùm lum hết, quá trời rắc luôn, rồi giờ cành tàn ha. Rồi tới cây 12, đây cũng bự nè, gốc bự cho bá, còn lại gốc bự. Cái này thì anh em mình chơi xong qua năm, anh em mình sẽ nâng nó cao lên, ví dụ vậy ha, anh em mình nâng cho nó cao lên vậy nè ha, anh em nâng cho cao lên vậy, cái này anh em mình lấy miếng mũ tốt nhất là miếng mũ, anh em mình tắn lên, anh em để lên cao vậy nè, cái này mình chăm sóc, mai mốt cái này mình thả xuống là nó sẽ lồi ra cái đế ra, nó sẽ đẹp ha. Còn cái mai thì bạn cứ yên tâm nè, này chung đã mới họ mới thay này hồi trước Tết thôi, giá thể còn đang chắc cú, rễ thì rất mạnh rồi, nắm đầu dở lên như chơi bình thường không các bạn không sao. Rồi tới cây này ha, cây thứ 13 một cái gốc rất quái luôn ha. Cây này, nói chung là chúng nói đợt này là lô này là gốc nào cũng đẹp hết, chỉ có cái cành nhỏ thì mình về nuôi là thôi, mình nhiều anh em thích những cái gốc đẹp cành nhỏ nè nên tôi lấy. Rồi còn cây này thì chúng không biết nó yếu ha, nó yếu nhưng mà cái bà thấy nó ra rất mạnh, cái mầm riêng nó ra rất mạnh thôi, nó chỉ yếu là yếu cái bo ghép ha, cái mầm riêng nó rất mạnh. Thì cái này anh em mình làm theo chơi kiểu kiểu là qua của người anh em mình thì ok đó. Đó, mình có thể mình nuôi luôn cái cành này lên, này làm cái đầu luôn, cái này cắt ngang làm cái đầu luôn, khỏi ghép cái đầu luôn, hoặc mình cái cần cắt cái này bỏ ra là nó sẽ lên ra cái mầm khác liền, cái mầm mình chơi margin ha, margin khỏi cái mày ghép, một cái gốc rất lạ luôn. Đó, mà cái này thì bạn cứ nuôi luôn không sao đâu, tại bạn thấy hồi đó nó bị bồ chỉ nó công nè, như gì giờ hồi đó xịt thuốc ra hết rồi, ra lá đang thui là nó đã phục hồi cái mai rồi, mình không cần phải sợ, không cần phải suy nghĩ hết, bạn đừng có động tới nó, hiện giờ nó đang phục hồi, bạn mình đừng có động tới nó thôi, thì sau này nó sẽ mạnh thôi. Rồi tới cái cuối cùng ha, cuối cùng là cây 15, củ đấy rơm bụng lắm hết, mà đều có lỗi như này bạn, lại lỗi ha, chúng quay là có lỗi chúng nó giấu lỗi ha, chúng nói mình nói được rõ ràng anh em, còn ở trên này thì ghép gần liền mà không có lỗi ha, ở dàn tàn chi được ok ha. Rồi chung cảm ơn mà đang theo dõi clip của chung, xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui, xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn, đừng quên like đăng ký ha, kênh ủng hộ chung ha, để chung xài có nhiều kinh nghiệm để chắc chăm sóc mai cho anh em mình có luôn được có cái mai đẹp ha. Xin cảm ơn đã theo dõi clip của chúng.